mới có nửa tiếng đồng hồ thôi các bạn ơi. Nửa tiếng mà con được đạn nhân ngữ thì là nó muốn ngập rồi. Nói chung là chiều nay mưa hơi nặng hạt đó, mưa nặng hạt quá trời luôn, các bạn thấy không, con đường ngựa cứ trở thành một cái ao rồi, quá trời luôn. Xe mà chạy qua là nó tràn vô nhà đó các bạn. Bắt đầu mưa lại đó. Đó các bạn thấy không? Đó, còn có một tí nữa là vô nhà rồi. Mấy xe nhỏ không dám đi qua đây rồi, đi qua đây là coi như đẹp đường luôn đó. Đó thấy không? Các bạn thấy không? Đó, xe chạy qua là bị nó chạy về nhà luôn. Quá trời luôn. Đó. Xe ô tô mà chơi mà chạy như thế này là coi như tràn vô nhà chết luôn. Mấy ông ô tô này cũng ác. Có đường đặt nhân ngữ bữa nay ngập nặng anh em ơi các bạn. À. Coi như là trôi nhà Hồng Hạnh một luôn nè. Đó. Thôi nhà nước cần cải tạo gấp đi. Đề nghị ông Phường Phú Trinh là ông thành phố coi như ông thì ông đã bị còng rồi. Rồi bây giờ là cải tạo con đường này ngay đi. Dân này khổ lắm rồi. Rồi sắp trôi Yên Bảo rồi. Hả? Không à, vừa nhà anh làm sao nó bay được. Đây nhà nghỉ 89 phản ảnh nha. Rồi tôi đang đi giữa cái hồ bơi của đường Đặng Nhân Ngữ đây. Rồi các bạn ở gần xa coi như là trong nước ngoài nước cũng đã thấy nha. Rồi mà nhất là thành phố Phan Thiết mình và Ủy ban Nhân dân phường phải thấy cái điều này. Làm đường mà không có cống mà thôi chứ lấy gì mà chạy. Đây ngập hết. Con đường này bữa nay ngập hết. Mới có nửa tiếng đồng hồ thôi. Áo xanh áo đỏ vậy đứng trước nhà hết là coi như là sợ nó trôi thôi. Rồi cơn mưa là coi như là nhấp nháy rồi. Nếu mà hạt nặng nữa thì nặng hạt nữa thì có nước là cái con đường Đặng Nhân Ngữ này là trôi. Từ từ thôi, rồi nó tràn vô nhà đó. Từ từ. Chạy mạnh là nó ăn vô nhà luôn á.
đừng ở xuống đó là không chạy được đâu. Quẹo lại đi con. Bây giờ lội nước đi các bạn, con đường Đặng Thái Thân này. Quá trời luôn. Nói chung bữa nay là mưa ngập nặng đó. Chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi mà hai con đường Đào Duy Anh, bữa nay Đào Duy Anh cũng ngập. Mấy năm trước thì đường này nó ít ngập. Quá trời. Đây đường Đặng Thái Thân, từ Đặng Văn Ngữ là giáp nối với Đào Duy Anh đây các bạn. Trời mưa thì bên đường Đào Duy Anh là có những cái hoa coi như hoa hoàng anh nở rất đẹp, mà nhưng mà con đường thì nó rất xấu. Đường gì mà coi như là nước không, nhà nước mình làm mà coi như là không có một cái cống nào mà để mà chảy hết. Làm đường cái hệ thống đường mà không có cống thoát nước thôi chứ. Cái này nhà nước mình phải nghiên cứu lại. Hôm nay mưa nửa tiếng mà nói chung là ngập nặng, không thoát được. Chạy không kịp. Thôi đừng quét nữa. Lát nữa mưa xuống rồi cho nó vô nhà luôn. Đây, trên cái này là trên con đường Đào Duy Anh, song song với đường Đặng Văn Ngữ đây. Mấy hôm thì mình chỉ ghi lại cái con đường Đặng Văn Ngữ thôi. Hôm nay là mưa nửa tiếng hồ mà con đường Đào Duy Anh coi như cũng bị bế tắc luôn. Thôi giờ con, coi như nước này nó ấy chân đó con. Xe chạy vô con đường này coi như là bị hấp nước rồi. Rồi bác ơi, rồi rút kinh nghiệm bữa sau là đừng có chạy vô con đường này. Quẹo lại, xe kia quẹo lại đi, xe nó ngập xe luôn á. Chạy qua đường này đi. Lui lại đi cho nó chắc ăn. Đi vô đây là mấy nào mà yếu là đừng có chạy. Đừng có chạy thẳng, quẹo lại. Quẹo lại nha, đừng có chạy thẳng.
Hoàng Đậu đang đứng ở trên cầu Sông Bút. Mình sẽ ghi lại cái hình ảnh mà mới cái trận mưa coi như là cái khu dân cư 19 tháng 4 nó đã bị ngập lụt cái con đường. Đây là toàn cảnh cái con đường song song với cầu Sông Muối các bạn. Và đối diện là cái TTC Palace đó các bạn. Cái khu vực này là hôm trước là coi như là bị cháy nè. Đó bây giờ là dọn dẹp lại là coi như là không còn nữa đó. Nhưng mà bữa nay là cái cơn mưa là nói chung là nặng hả. Cả hai con đường Đặng Văn Mử và đường Đào Duy Anh là song song là bị ngập. Đây là cầu Sơ Muối, cái kênh bào đó các bạn. Cái này là không phải là dòng sông, kênh bào. Đây kênh bào, khu kênh bào đây là cái dòng nước này chảy xuống dọc theo xuống biển. Đây là con đường Đào Duy Anh đây các bạn. Đường Đào Duy Anh nó song song với con đường Đặng Văn Ngữ đây. Đó, nó sẽ chạy dọc qua đây. Đó, các bạn thấy toàn là nước không thôi. Quẹo lại, đừng có chạy thẳng qua kia. Quẹo lại đó. Con đường Đào Duy Anh này nói chung là nó ngập nhẹ hơn là con đường Đặng Văn Ngữ. Mà bà con hay đi cái đường này, tại vì con đường này là nó đi tắt là về nhà rất nhanh. Cho nên là họ thích đi được con đường này nhiều. Nói chung là cái xe lớn thì cần cẩu, cái xe nhỏ chạy vô đây là bị hình như là tắt máy. Cái xe này tắt máy anh hả? Dính nước ở đâu? Ngay đây luôn hả? Thôi xe này đem bỏ luôn rồi được, cẩu đem bỏ luôn được. Đúng không? Xe tỷ mấy mà bị ngập nước là
Honda mà chưa tắt máy, là xe bốn chỗ mà tắt máy rồi chứ còn gì nữa. Ở bên mình là chỉ chiếc xe Honda nó chạy qua là nước nó chạy vô nhà luôn à, chứ không cần xe bốn chỗ. Đây là con đường Đào Duy Anh đó các bạn. Mấy năm trước thì đường này nó không bao giờ nó làm đấy. Chỉ có con đường Đặng Văn Ngữ bên đó thôi, chứ còn không có bên này không có bị.